các cô nàng hiện đại luôn có mong ước được sở hữu một thân hình hoàn hảo như người mẫu, đồng thời lại vẫn phải đẹp tự nhiên. Hiện nay có rất nhiều phương pháp giúp phái đẹp có thể cải thiện vóc dáng của mình, trong đó cách làm bột ngũ cốc tăng vòng một được rất nhiều cô gái quan tâm và tìm hiểu tới. Liệu cách này có thực sự hiệu quả hay không? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Lợi ích không ngờ của bột ngũ cốc. Ngũ cốc được coi là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt nhất đối với sức khỏe con người. Từ xa xưa con người đã sử dụng các loại hạt có trong tự nhiên, sau đó đem ra trộn cùng với nhau, đập nát hay có những cách làm khác nhau để biến các loại hạt đó thành thực phẩm dự trữ trong thời gian dài. Hiện nay, khi khoa học và công nghệ phát triển thì các chất dinh dưỡng trong từng loại hạt lại được cho là có công dụng khác nhau. Đó không chỉ dừng lại là một loại thức ăn mà còn trở thành một phương pháp làm đẹp hay chữa bệnh hiệu quả. Trên thế giới, ở các quốc gia tại châu Âu, họ sử dụng ngũ cốc là bữa sáng hay các bữa ăn nhẹ để cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể hoạt động hàng ngày. Còn tại Việt Nam, dù là một quốc gia nông nghiệp nhưng việc kết hợp các loại hạt hay khái niệm ngũ cốc vẫn còn khá xa lạ và chưa thực sự phổ biến. Nếu biết đến những công dụng tuyệt vời của ngũ cốc thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua nó trong thực đơn sử dụng hàng ngày của bản thân. Trước hết phải kể đến lợi ích về mặt dinh dưỡng, trong ngũ cốc có chứa rất nhiều chất xơ, protein cùng một số nhóm vitamin từ lúa mạch và đậu nành, trung bình mỗi cốc ngũ cốc chứa 130 cơ cồ. Điều này cho thấy bạn có thể sử dụng 1-2 cốc ngũ cốc để thay thế bữa sáng mà vẫn đảm bảo có đủ năng lượng cho một ngày dài. Ngoài ra, đối với những người thường xuyên tập luyện thể thao tập gym thì ngũ cốc chắc chắn là một trong những loại protein giúp cơ bắp phát triển tốt nhất. Ngũ cốc có tác dụng ổn định đường huyết, cân bằng huyết áp và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trong ngũ cốc có chứa hàm lượng đường rất nhỏ, đều là đường tốt và không ảnh hưởng ngay cả với người mắc bệnh tiểu đường hay cao huyết áp. Đồng thời lượng chất xơ và carbohydrate tổng hợp dồi dào giúp ổn định huyết áp, đặc biệt phù hợp với người có tiền sử bệnh về tim mạch. Cân bằng hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể từ bên trong, nếu bạn đều đặn sử dụng ngũ cốc hàng ngày sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ cơ thể từ bên trong, tránh khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài lẫn những dấu hiệu xấu của cơ thể. Hợp chất beta-glucan trong ngũ cốc giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn gây hại. Trong ngũ cốc chứa chất chống oxy hóa cao, có tác dụng làm đẹp hiệu quả. Chất chống oxy hóa có trong ngũ cốc đem đến một làn da tươi trẻ, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Ngoài ra cũng có thể sử dụng ngũ cốc như một loại mặt nạ chăm sóc da, đem tới một làn da trắng sáng, mịn màng và vô cùng lành tính. Bên cạnh đó, phái đẹp sử dụng bột ngũ cốc hàng ngày cũng sẽ đem đến một vóc dáng thon gọn, làm tăng kích thước vòng một hiệu quả. Cách làm bột ngũ cốc tăng vòng một đơn giản dễ làm tại nhà. Là một loại thực phẩm hoàn toàn thiên nhiên, bột ngũ cốc có thể được kết hợp bởi từ 5 tháng 7 loại hạt khác nhau. Hầu hết đều bao gồm các hạt cơ bản như đậu nành, đậu đen, đậu xanh, lúa mạch, vừng đen. Rất dễ kiếm và có giá thành vô cùng rẻ. Các chị em muốn sở hữu vòng một căng tròn, đầy đặn mà không muốn sử dụng các phương pháp làm đẹp dao kéo đau đớn, tốn kém, có thể tham khảo cách làm bột ngũ cốc tăng vòng một đơn giản dưới đây. Tuy không thể thấy rõ hiệu quả ngay lập tức như các phương pháp khác nhưng về lâu dài cơ thể sẽ thực sự thay đổi. Thêm vào đó còn kéo theo rất nhiều những tác động tốt khác giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nguyên liệu làm bột ngũ cốc. Các nguyên liệu sau đây để chuẩn bị bột ngũ cốc sử dụng trong thời gian khoảng từ 2 tháng 3 tuần. Đây là thời gian lý tưởng để bột giữ nguyên chất lượng, không bị mốc hay hỏng bởi các thành phần đều hoàn toàn thiên nhiên, không chứa chất bảo quản. Các bạn có thể thay đổi tùy ý số lượng sao cho phù hợp với quy trình sử dụng của mình nhé. Đậu tương, đậu nành 1 kg, chọn hạt đậu nành tròn, mẩy, không bị mốc hay cũ. Hạt đậu nành tươi sẽ có mùi thơm nhẹ, màu trắng ngà rất đẹp mắt. Đậu xanh nguyên vỏ 1 kg, đậu đỏ 1 kg, đậu đen 0,5 kg, vừng đen 0,3 kg, máy xay sinh tố, dây lọc, hộp đựng bột ngũ cốc. Các bước làm bột ngũ cốc. Bước 1, các loại hạt đem phơi nắng ngoài trời từ 2 tháng 3 tiếng cho khô. Lưu ý là bạn không nên phơi ở trời nắng gắt nhé, bởi sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng trong hạt. Cốt nhất là phơi trong khoảng thời gian từ 8 tháng 9 giờ sáng, lúc này ánh sáng mặt trời rất tốt và dịu nhẹ. Riêng mè đen các bạn để riêng không phơi nắng mà chỉ sàng qua cho bớt vỏ và vo nhẹ để hạt mè không bị lẫn trấu. Bước 2, sau khi phơi nắng, đem các loại hạt và mè đen rang trên bếp từ 5 tháng 7 phút cho nóng, nên để lửa nhỏ để hạt không bị cháy nhé. Khi ngửi thấy mùi thơm nghĩa là hạt đã đạt yêu cầu và ngay lập tức bắc ra khỏi bếp, dùng một tấm vải màn mỏng lót vào rổ, sau đó đổ hạt ra để nguội. Bước 3, tiếp đến cho hạt vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn thành bột mịn, xay là nhiều lần đến khi hết.
Nếu hạt quá khô các bạn có thể cho một chút nước, lưu ý là cho một chút thôi để bột không bị nhão nhé. Sau đó dây bột qua sàng để bột được mịn, cho bột ngũ cốc đã xay vào hộp và dùng dần. Nên để nơi khô ráo, thoáng mát để tránh bị nấm, mốc nhé. Cách sử dụng bột ngũ cốc để đạt hiệu quả tốt nhất. Cách làm bột ngũ cốc tăng vòng một rất đơn giản, nhưng nếu bạn không biết cách sử dụng sao cho hiệu quả thì điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tùy mục đích khác nhau mà bột ngũ cốc sẽ có tác động khác nhau đến mỗi cơ thể. Để tăng kích thước vòng 1, bạn cần duy trì đều đặn việc uống bột ngũ cốc hàng ngày, mỗi ngày 3 cốc sau bữa ăn, không nên uống trước bữa ăn bởi sẽ khiến bạn bị đầy bụng và không thể dùng thêm các món ăn khác được nữa. Phương pháp uống bột ngũ cốc trước bữa ăn chỉ phù hợp với người đang muốn giảm cân hay gặp các vấn đề về cân nặng khác. Điều thứ hai đó là kết hợp các loại thực phẩm trong quá trình uống bột ngũ cốc cũng cần phải hợp lý để có vóc dáng cân đối cùng vòng một đầy đặn. Cách sử dụng đó là mỗi lần bạn pha 3 muỗng bột ngũ cốc với 200ml nước ấm hoặc sữa tươi không đường và một thìa mật ong. Mật ong cùng với ngũ cốc sẽ giúp hình thành chất béo và các nhóm cơ cho vòng 1. Bên cạnh đó bạn cũng cần kết hợp ăn các loại hoa quả như chuối, táo và các loại thực phẩm khác như thịt bò, ức gà để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, mọi quá trình ăn uống đều không thể đem lại kết quả nhanh chóng nếu bạn không kết hợp với tập luyện thể thao. Một chế độ thể thao hợp lý không chỉ đem tới sức khỏe dẻo dai mà còn giúp đem đến một vóc dáng bạn hằng ao ước một cách nhanh nhất. Nếu bạn kiên trì cùng việc sinh hoạt điều độ, hợp lý thì việc uống bột ngũ cốc để tăng vòng một sẽ có kết quả sau 1 tháng 2 tháng tùy cơ địa mỗi người. Vậy là chúng tôi đã đem đến cho bạn đọc cách làm bột ngũ cốc tăng vòng một sao cho đơn giản, dễ làm nhất và cách sử dụng đúng cách để đem lại hiệu quả cao. Hy vọng với những chia sẻ ngắn gọn trên đây, bạn sẽ có thêm những thông tin bổ ích và lý thú. Chúc bạn một ngày tốt lành và tràn ngập sức khỏe. Link mua sản phẩm làm nở ngực mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.